Kala. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại kênh của Phúc. Thì hôm nay là Phúc đang ăn lẩu bò với lại các bạn tiền phụ của Galaxy. Không. Đây là Duy nè, Duy mặt lờ. Đây là con Trang Vũ. Mình đi ăn ở quán của Bình Nguyên. Bình Nguyên đi ra đây tao quay nghe hình coi, quay cái mặt coi. Sao mày mày đây là bạn chủ quán Bình Nguyên. Bạn này là từng làm chứ đến giờ chỉ có một bạn nữ bên này là còn làm thôi nè. Bên đây là quán của bạn Bông, hồi nãy mình đã có trong hình rồi, hồi nãy tao ghép rồi không cần quay đâu, tao ghép thôi. Xong rồi là như bạn đã biết thì hôm nay là mình có một cái thử thách là 24 tiếng là mình sẽ không post một cái status nào lên Facebook hết, và bây giờ đã gần còn lại chỉ khoảng là 4 tiếng là hết ngày rồi. Nên thành ra là mình cũng chia sẻ chút cảm xúc nguyên một ngày hôm nay mình không post status, mình rất là mệt mỏi phải không? Ủa, sáng quá. Sáng là sáng là hả, muốn post lắm mà post hình thay avatar, post tin tức chửi chỗ này chỗ kia, post nghiệp ekip này nghiệp ekip ngọ, mà cuối cùng là hả phải dìm lại hết. Mình đang thử thách mọi người hiểu không, mà rất là mệt đó, bị sang chấn tâm lý nhiều thứ phải không mọi người, hiểu không? Đây là đầu cổ cái thứ này không, giờ mọi người chưa về nhà nữa nè. Nói chung là khi mà đồng hồ điểm 12 giờ tối nay thì mình sẽ phải post những cái gì đó lên để mình kỷ niệm một ngày mình không post mẹ lên Facebook hết. Mẹ ngựa hay tức ghê luôn á mọi người ơi, nhưng mà vì công việc trong tương lai phải chuyên nghiệp hơn mọi người, không có cái, không có làm gì cũng post lên Facebook hết. Cái clip này thấy mẹ chuyên nghiệp rồi. Post đủ mình một ngày post đủ thứ câu chuyện hết, mà bây giờ phải tập lại đó như vậy, mà sau này mình chỉ post những cái gì mà nó rất là toàn diện thôi. Clip dài quá anh ơi, clip dài quá anh ơi. Clip chưa có dài, tao chưa có nói hết mày để yên nha. 24 tiếng không post Facebook là một cái khoảng thời gian nó rất là bị trùng xuống, và tinh thần nó làm việc không có tâm trí luôn, tại chỉ nghĩ đến chuyện post Facebook thôi mọi người không? Nó bỏ tay quá. Mà post họ mà đây. Rồi, đây tiếp đi, thôi nói nhanh lên đi. Rồi ok thôi, vậy mình cắt video cho mọi người để mình ăn lại, chứ con quay phim nó khó chịu quá. Làm Facebook nó cứ chọc cho tao cọc hoài vậy. Đây là nhìn cái nồi lẩu của Bình Nguyên nè mọi người ơi. Cái nồi lẩu này má ơi, cái nồi lẩu người ta ngon lành mọi người, nhưng mà rất tiếc là hôm nay là lẩu sườn bò, nhưng mà nó hết sườn rồi, người ta ăn phải ăn thấy bằng rất là nhiều thịt và bò viên. Rồi ok, bye bye, tạm biệt mọi người, cắt máy. Thank you.